áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách ngữ văn lớp 7 tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Ngày hôm nay cô cùng các em chúng ta đi tìm hiểu bài 9 trong thế giới viễn tưởng, tức là những chuyện khoa học viễn tưởng. Chúng ta đi đọc hiểu văn bản với nhan đề là xưởng sô-cô-la. Các em sẽ cùng cô bước vào phần đầu tiên là phần chuẩn bị đọc. Các em sẽ theo dõi vào câu hỏi trong trang 75 sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2. Để chúng ta trả lời câu hỏi có nội dung như sau. Hãy ghi lại những tưởng tượng của em bằng từ ngữ hoặc bằng tranh vẽ về xưởng sản xuất sô-cô-la của một nhà máy kẹo. Ở câu hỏi này các em sẽ dùng trí tưởng tượng của mình, hoặc là những bạn nào chúng ta đã được đi trải nghiệm thực tế một xưởng làm sô-cô-la rồi thì chúng ta sẽ nêu những suy nghĩ của mình về cái xưởng sản xuất sô-cô-la đó. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng ở nơi xưởng sản xuất sô-cô-la thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều bánh kẹo sô-cô-la đa màu sắc và rất là thơm ngon, đúng không nào các em? Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần 2 la mã là phần trải nghiệm cùng văn bản. Các em sẽ đến với câu hỏi đầu tiên mang tính chất là đọc dự đoán. Theo em, dòng sông Nâu, con thác và những đường ống khổng lồ có vai trò như thế nào trong việc sản xuất sô-cô-la? Ở câu hỏi mang tính chất dự đoán này, chúng ta có thể trả lời như sau. Theo em thì dòng sông Nâu, con thác và những đường ống khổng lồ nó có vai trò quan trọng trong việc sản xuất sô-cô-la. Tiếp theo, một câu hỏi mang tính chất suy luận. Chi tiết cỏ và cây hoa mau lương vàng có thể ăn được cho ta thấy điều gì về ông quân cơ? Để trả lời được câu hỏi suy luận này thì các em phải đọc được đoạn văn tương ứng với câu hỏi số 2 này để chúng ta có thể trả lời như sau. Chi tiết cỏ và cây hoa mau lương vàng có thể ăn được cho ta thấy ông quân cơ là một người rất yêu cái đẹp, có trái tim nhân hậu, đúng không nào các em? Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi số 3 cũng mang tính chất là suy luận. Việc in nghiêng một số từ trong lời nói thoại của nhân vật trong đoạn bắt đầu từ câu thình lình có tiếng lạ đến cuối văn bản có dụng ý gì? Các em sẽ tìm đọc đoạn văn từ đầu thình lình có tiếng lạ đến hết văn bản để chúng ta trả lời câu hỏi này. Cô gợi ý các em như sau. Việc tác giả in nghiêng một số từ trong lời thoại của nhân vật nhằm dụng ý là nhấn mạnh những chi tiết, những lời nói đó của nhân vật, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần ba la mã là phần suy ngẫm và phản hồi. Văn bản xưởng sô-cô-la là một chuyến đi tham quan xưởng sô-cô-la đầy kỳ thú với bao điều mới lạ và hấp dẫn của các nhân vật. Vậy thì chúng ta sẽ cùng cô đi trải nghiệm từng câu hỏi trong phần trải nghiệm suy ngẫm phản hồi. Câu hỏi đầu tiên như sau. Câu hỏi trang 78 sách giáo khoa. Tìm các sự kiện có tính chất giả tưởng, tức là phi thực tế, mà Charlie đã trải qua khi thăm xưởng sô-cô-la của ông quân cơ. Tính chất giả tưởng có nghĩa là đang mang tính chất tưởng tượng. Chúng ta có thể thấy một số chi tiết như là chi tiết về một thung lũng này, về một dòng sông Nâu, về một con thác sô-cô-la, về những đường ống thủy tinh cách xù, đúng không nào? Đó là những chi tiết mang tính chất giả tưởng phi thực tế. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi số 2, trang 78, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2. Tìm một số chi tiết miêu tả, câu hỏi đầu tiên, thái độ, hành động của ông quân cơ khi giới thiệu với mọi người về đặc điểm khác biệt trong sản xuất kẹo sô-cô-la trong một nhà máy nào đó trên thế giới. Câu hỏi số 2, thái độ, hành động của ông quân cơ khi giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp không gian nhà máy, về những sáng chế, cỏ, hoa có thể ăn được. Và từ những chi tiết đó, em hãy cho biết nhân vật ông quân cơ thể hiện những đặc điểm nào của nhân vật trong truyện khoa học viễn tưởng. Câu hỏi số 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời lần lượt 3 câu hỏi nhỏ như sau. Đầu tiên, thái độ, hành động của ông quân cơ khi giới thiệu với mọi người về những điểm khác biệt trong cách ông sản xuất xích kẹo sô-cô-la mà không một nhà máy nào trên thế giới có được, đó chính là đoạn văn kia, toàn sô-cô-la đấy. Chỗ này có đủ sô-cô-la để đổ đầy tất cả bồn tắm thượng hạng và cả bể bơi nữa, ghê không? Và hãy nhìn những đường ống của ta. Đọc đoạn văn này thì các em có thể tưởng tượng ra đây chính là một nhà máy sô-cô-la rất là lớn. Và trong đó thì chúng ta sẽ ngập tràn trong màu sắc là màu nâu cũng như là những màu sắc khác của những viên kẹo sô-cô-la, khiến cho các em chúng ta cảm thấy thích thú và muốn đắm chìm vào trong không gian đó, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta tìm hiểu
về thái độ hành động của ông Quân Cơ khi nghe giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp không gian nhà máy, về những sáng chế cỏ, hoa có thể ăn được, từ đoạn và các bụi cây cỏ kia nữa, các cháu thấy chúng có đẹp không? Có, tất nhiên là đều ăn được. Tiếp theo, chúng ta có thể nhận xét được rằng từ những chi tiết miêu tả thái độ hành động của ông Quân Cơ từ lúc mà giới thiệu với mọi người về điểm khác biệt trong cách ông sản xuất kẹo sô-cô-la mà không một nhà máy nào trên thế giới có được, và từ việc ông thể hiện thái độ hành động khi giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của không gian nhà máy, về những sáng chế cỏ, hoa có thể ăn được, thì chúng ta có thể thấy được rằng nhân vật ông Quân Cơ thể hiện những điểm đặc biệt, có những phát minh sáng tạo kỳ lạ, nhân vật mang tính khoa học viễn tưởng, đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta đến với câu hỏi số 3, xác định đề tài của văn bản. Văn bản này mang tính chất tưởng tượng dựa trên những cơ sở khoa học, nó thuộc kiểu văn bản khoa học viễn tưởng em nhé. Tiếp theo, chúng ta đến với câu hỏi số 4. Em hãy tóm tắt nội dung chính của văn bản xưởng sô-cô-la. Các em sẽ đọc toàn bộ văn bản, liệt kê ra những chi tiết chính, sau đó chúng ta sẽ ghép nối vào để chúng thành một đoạn văn tóm tắt đầy đủ những ý chính của văn bản này. Chúng ta sẽ có phần tóm tắt như sau. Văn bản xưởng sô-cô-la là cuộc đi thăm của 5 đứa trẻ và 9 người lớn tới xưởng sô-cô-la của ông Quân Cơ. Ở đây, họ đã được chứng kiến những dòng sông, những con tháp vô cùng kỳ vĩ để sản xuất ra sô-cô-la cùng muôn vàn những hoa kẹo đẹp đẽ, đúng không nào? Đó chính là phần tóm tắt nội dung chính. Chúng ta đến với câu hỏi số 5, trang 79. Không gian được miêu tả trong văn bản có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ theo dõi vào hình ảnh minh họa, cũng như là những chi tiết đã từng miêu tả không gian chúng ta tìm hiểu trong câu hỏi trước. Chúng ta có thể nhận xét được rằng không gian trong nhà máy sô-cô-la rất là độc đáo, thú vị và khác lạ, và khác hẳn với thế giới ở bên ngoài của chúng ta. Những con đường, những bầu không khí cũng như là những cảnh vật chúng ta thấy rất là khác lạ so với cuộc sống đời thường. Tiếp theo, câu hỏi số 6. Nhân vật trong câu chuyện được đặt vào tình huống như thế nào? Chúng ta có thể xác định tình huống trong câu chuyện này như sau. Nhân vật trong câu chuyện được đặt vào tình huống được ngao du đến một nơi hoàn toàn mới lạ, chưa từng thấy trước đây. Đó là một tình huống rất đặc sắc và độc đáo, đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta đến với câu hỏi số 7. Từ câu chuyện về xưởng sô-cô-la của ông Quân Cơ, em hãy viết đoạn văn khoảng 100 chữ về sự kỳ diệu của trí tưởng tượng con người. Các em sẽ cùng theo dõi lên đoạn văn mẫu của gợi ý các em như sau. Trong cuộc sống, ta không thể phủ nhận được sự kỳ diệu của trí tưởng tượng của con người đóng vai trò rất là quan trọng. Trí tưởng tượng mang lại nhiều lợi ích to lớn cho con người, thậm chí là khởi nguồn cho những khám phá mới, tri thức mới của nhân loại. Vì tưởng tượng có một sức mạnh phi thường vượt thời gian, không gian, nó đem lại cho con người sự vận hành, nó cảm giác thăng hoa, tưởng như đang giống như đang sống trong thế giới hiện tại. Hơn thế, nó cho phép con người hình dung ra được kết quả cuối cùng, từ đó có thể làm nên nhiều điều kỳ diệu. Trí tưởng tượng cần song hành với tri thức, và thiếu đi một trong hai, con người xã hội, loài người sẽ không thể phát triển được toàn diện. Do đó, chúng ta nên học hỏi nhiều hơn nữa, luôn ý thức về sự hoàn thiện, phát huy ý kiến, kiến thức, có thể sáng tạo cái mới và biết tưởng tượng, ước mơ tạo động lực cho tương lai. Như vậy, đoạn văn này đã khép lại câu hỏi trong bài tập bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn và các em đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.